shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình ở cái đậu xanh. Đơn giản, một kill đầu tiên luôn anh em ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục có mặt ở vị trí thung lũng nha anh em. Đấy, quẩy lên. Thật sự là hơi rảnh xíu mà anh em kill xong mạng cái đứng quẩy luôn. Chứ ngại gì đâu. Từ từ để mình sẽ quần máu cái đã nha anh em. Hiện tại mình đang sở hữu cái combo súng đó là một khẩu P90 này. Một khẩu này là SVD nha anh em. Hay còn có tên gọi khác nó là Dragon Now. Ok anh em, để mình sẽ xuống đây coi nào mọi người ơi. Let's go. À đù, đây hả? Ok luôn, úi dồi ôi. Cái này nó bị lệch tâm anh em ơi. Nãy rõ ràng là mình căn vào sọ nhưng mà bắn không có nổi luôn. Nó lại auto em vào áo giáp này. Chán thế nhỉ anh em. Kìa kìa, anh em thấy nó ở kia chưa? Ok ok. Bây giờ qua để anh xử chỗ này. Hợp lý nhở. Như vậy là mình đã có được 2 kill rồi anh em ơi. Nói chung thì đầu trận anh em chơi game nó kiểu khá là easy. Nó đơn giản thôi chứ thật sự là không có khó khăn đâu mọi người ơi. Đi. Hôm nay thì vẫn như mọi ngày thôi, cố gắng kiếm tầm khoảng chục kill top 1 là quá ổn rồi. Có biết là hôm qua anh em chơi Trung Thu có vui không nhở? Hình như là Trung Thu người ta sẽ tổ chức vào tối ngày 14 với lại tối ngày 15, tùy nơi thôi anh em. Hôm qua tôi đi chơi Trung Thu thế nên là không có livestream cho anh em xem. Thì hôm nay sẽ quay trở lại live thôi mà. Ok anh em, lúc này thì chỉ còn lại có một nửa số lượng người chơi ở trong cái ván đấu này mà thôi anh em ơi. Vâng, đã có được một cái combo súng nó xịn xò hơn. Đây là một khẩu súng M14 này với lại một khẩu MP40. Anh em chơi game anh em thi thoảng ngó nhìn xung quanh cơ nhá. Xem có ai đứa nào đang chạy theo hay không thì anh em xử luôn. Đừng để cho nó đẻ trứng là được rồi. Có nấm hai củ này. Nhưng mà kẹo sẽ không thèm ăn nha. Đấy, túi máu nhưng mà ba lô này. Ba lô đang xài cả ba lô sida quá. Thế nên là mình cũng không chứa được nhiều đồ ấy. Bây giờ là mình đang full cái set đồ level 2. Có mũ này, giáp này, ba lô level 2 thôi. Chán dã man nhỉ anh em. Thôi thì bây giờ lên trên xíu cái nào. Hello, có ai ở trên này không? Không có nhở. Chán nhở anh em. À, cái nâng giáp vẫn còn này. Uầy, chuẩn bị lên được giáp 3 rồi nha mọi người. Nó lại ổn quá đi ạ. Đúng rồi anh em. Theo chân kẹo và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng nào. Ngoài này có một chiếc xe Lamborghini anh em ơi. Anh em có thể gọi là xe bò cũng được mà. Vì là Lamborghini cái logo của nó là con bò ấy. Rồi xong câu ơi. Ở vãi trưởng lái xe hơi ngáo. Ê bên trên của người. Đứa nào ở trên này vậy em ơi? Hình như là nó ở trên căn nhà gà. Phải không ta? À không phải ấy. Phía trước mặt này. Cứ câu một quả lựu lên chắc ăn này anh em này. Câu lựu choáng thế mà anh em. Vì là mình không có lựu đạn nổ cơ. Ui, vãi cả trưởng. Né được rồi nhé em ơi. Ui dồi ôi. Nể mấy thiên niên thủ nhà thật anh em ơi. Bye bye và vĩnh biệt chú nhá. Ở trong UAV chỗ này đang còn có hai đứa nữa nha anh em ơi. Khá là căng đấy. Ở bên dưới này, bên dưới này. Coi chừng với anh nha em ơi, đấy đấy. Phi xe qua luôn thằng này, xem nó sống nổi không được hả anh em. Đâu rồi em ơi, đây hả? Ok, lên trên xử nó. Úi dồi ôi, làm sao đấy em ơi. Cái gì đấy hả em ơi, nào. Đây à, đây à, cái đậu xanh này. Lên bản em ơi, tuổi gì hả em ơi. Úi dồi ôi, lộc đô la nó lại lắm tiền nhờ anh em. Tên mấy ông này cứ kiểu như là Việt Kiều đấy nhở. Lộc đô la cỡ ghê thật. Sợ thật nhỉ anh em. Lúc này đã còn 18 người trên đấy nha mọi người. Lên xe nào anh em. Lách qua cái cửa này và tiếp tục săn mạng thôi nhá.
công ơi, để tôi lên trên xem thế nào này. Hello, trên này có ai không? Đùa, chả hiểu sao lại không kiếm được người này. Ê, đừng ra. Xuống thôi anh em. Ăn cái này chúng ta sẽ có được luôn giáp chống nổ nhá. Khá là ngon rồi. Số lượng người chơi trong trận đấu thì ngày càng giảm đi đáng kể. Đến tận bây giờ chỉ còn lại có 15 người chơi thôi. Ờ, mình đang cố gắng lên quanh khu này nhưng mà thật sự là có ai đâu. Đứng trên này anh em sẽ có được một cái góc cam nó cực kỳ là tốt nha. Đấy. Nhưng mà thôi xuống dưới đi anh em. Ở trên này có khi là anh em ở lâu cũng bị vỡ đầu bình thường đấy. Lên xe này anh em. Ê, từ từ. Ok, vừa lượm được một cái bộ sửa giáp nha mọi người. Ra ngoài này xem thế nào chứ nhở anh em. Ồ, chưa thấy ai không ạ? Phía trước mặt 240 nha. Thính kia nó lại ok quá nhỉ. Mình chạy qua hẳn thính luôn chứ ngại gì hả anh em ơi. Ngay dưới đây. Ở vãi trưởng. Tưởng thính. Thì ra nó chỉ là một chiếc xe Monster Truck thôi anh em ạ. Thính nghỉ. Đang chạy con xe mò này ngon sang Monster Truck thì chạy nó chậm hơn hẳn. Thế nên là không chơi anh em ơi. Đây, chạy qua đây. Hợp lý nhở. Có ai trên này không? Có ai không vậy? Đùa. Tìm không gian luôn này mọi người này. Mò thì nó đang thu lại rồi nha anh em. Không biết là anh em đã thấy ai chơi nhỉ? Riêng tôi là chưa đào được thằng nào ở trong tháp đồng hồ luôn anh em ơi. Gặp toàn mấy thanh niên kiểu trốn chui trốn lủi thế này thì anh em đào đâu ra được người hả? Hello, trên này có ai không ta? Không có anh em ơi, vắng lắm. À, đứa nào kia. Chạy xe lăn lên trên cả, thôi. Thôi em ơi, đứng đây à? Đứng đây chờ anh à? Lên bảng đi em. Rất là đơn giản anh em. Lúc này thì mình đã có được luôn cái ba lô 3 rồi, ngon. Thế là từ nãy đến giờ ấy, toàn xài cái ba lô 2, cảm giác khổ sở vãi trưởng. Lên được cái ba lô 3 này anh em loot được bao nhiêu đồ luôn. Rồi để mình coi lượn lờ qua đây xem thế nào chứ công ơi. Đậu xanh chịu luôn nhở. Lên trên này cái coi. Tầm này là chỉ còn lại chính xác là cả tôi là 11 đứa ở trong cái ván đấu này không ạ? Nữa hả? Ui, gì vậy em ơi? Núp sau tảng đá à? Núp đi em ơi, lên bảng luôn, trời ơi. Thanh niên nó tưởng là núp được khỏi mình cơ anh em. Chia buồn với bạn nhá. Đi anh em. Lượn lờ quên đây để mình kiếm người nào anh em. Vì giờ có thính này. Xuống chích coi nhá. Đây rồi. Thính ngay đây anh em ơi. Chả biết là nó có gì. Ê, có người. Mày dám lượm thính hả? Mày lên xe à? A đủ, xuống xe. Thôi xong em ơi. Ê, mình nhấn lộn anh em ơi. Phải trưởng. Đuổi theo nó. Xe mày chạy nổi không em ơi? Xe anh chạy nhanh hơn xe chú nhá. Chắc chắn là chú sẽ không thể trốn được. Xuống xe à? Anthony em ơi. Ui, Anthony em ơi. Chia buồn với bạn nha. Mấy cái thằng rơm rơm này tuổi gì chơi kẹo hả anh em? À, đổi qua format bắn đỡ giật. Chứ nói thật tôi chia sẻ tâm sự với anh em. Bắn AK nhiều khi mình cảm giác bắn nó giật quá mình không thể chơi được. Ok, có giảm thanh rồi. Xe hơi nát nhưng mà ít ra là mình nghĩ là chúng ta nên đi xe này. Hơn là cái con xe quân đội kia. Dễ bị sấy lắm. Phóng lựu hả? Ok, lượm đạn phóng lựu thôi. Cho tụi nó đỡ xài. Chứ thật ra là mình đâu có xài phóng lựu đâu. Thính này nữa này, nãy chưa kịp xem này. Nhưng mà thôi cũng kệ à. Đồ tầm này thì khá là ổn rồi. Đây hả, ui. Trời ơi. Mấy cái thằng này cho lên bảng điểm số hết nhá. Được rồi mọi người. Tầm này là còn lại có 7 người chơi nữa mà thôi. Ngon anh em. Thế này thì mình lại sắp có được top 1 rồi nhá. Uầy, thật không thể tin nổi mình đã có được 8 kill rồi. À, và bo thì nó vẫn đang tiếp tục thu lại nha anh em. Thôi cũng kệ à. Đây thì nó đã là bo thứ 2 rồi, thế nên là nó cắt máu cũng khá là đau.
Anh em nên chạy vào mon trước để có được một cái lợi thế tốt hơn. Tầm này mình nghĩ là chúng ta nên lên cổng trời đi. Đấy, chạy thẳng lên cổng trời luôn, xem có thằng nào mình khô máu luôn anh em ơi. Ok ok này. À, hai đứa ngay phía trên nhá. Các chú chuẩn bị là sanh mộ với anh đi. Đây đây, trên này anh em ạ. Đâm thẳng thôi. Nhà để xe hả? Hình như là cái nhà kho nhỏ này. Ui ui, chạy được cả. Ghê thật. Ê bạn ơi, chờ mình, chờ mình. Ui, xây gắt thế. Xây gắt thế ai chơi. 9 kill rồi. Rất là tiếc cho các bạn nha. Ham bắn nhau để làm gì? Để bị mình hạ gục cho nhở. Ok mọi người, quá ổn luôn nhá. Chạy qua đây xem sát nó có gì nè. Uê, tay súng 3 luôn. Dã man. Thề nó lại ổn quá cơ ông nhở. Ở ngoài có người này. Từ từ anh em ơi, từ từ anh em ơi. Xuống đây. Xuống đây, đây đây đấy. À, nó chạy con xe motor chắc à. Ok ok, bình tĩnh. Anh em cứ phải bình tĩnh nha. Để tôi xuống tôi xử nó cho này. Ủa, nó chạy lên trên kìa. Đứng lại, đứng lại. Ui vãi chuẩn rồi. Nó chạy thế này thì mình lại không đuổi theo được. Thật kìa, đứng lại. Ui, gắt thế. Giờ bóng keo này, đấy, 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 đấy. Tính tông anh mà dễ à. Tính là tông anh mà dễ hả mây. Cái đậu xanh này mà chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy lẹ lên. Nó kệ là có xe ngon anh em ơi. Ui, nó cứ đòi tông mình thôi. Sợ thật, thằng kia đứng lại. Thằng kia đứng lại. Đứng lại đi em ơi. Ui, một phát vào đầu nhé, xuống xe. Xuống xe này. Ok, cún ngáo đá. Hôm nay cho ngáo đá súng mổ luôn nhá. Rồi anh em, còn lại 4 người chết đấy nhá. À mà công nhận là cũng trùng hợp. Hôm qua tôi mới xem cái phim IT2 chú hề ma quái 2 anh em ơi. Hôm nay mặc luôn cái bộ trang phục chú hề để đú trên đấy mà anh em. Rồi bây giờ lên trên xíu nhá mọi người. Ok ok này. Đây này. Đây này. Ui. Tính trốn hả em ơi? Trốn anh không có được đâu nha em ơi. Mày không thoát đâu con trai. To be continue luôn. Tôi sợ. Lên đây em ơi. Mày trốn với anh à? Trốn với anh là một sự lựa chọn sai lầm rồi nhá. Bảo tham gia hãy chọn ra đúng, không tham gia lại. Thích sai lầm à? Thích sai lầm à? Ok. Thằng bé đang ở ngay dưới thôi anh em. Xem nào. Xem là ai sợ được ai nhá. Ui, ngồi canh gì vậy? Ngồi canh gì vậy? Ây, sợ phát ta. Ngồi canh này. Kiệt hot boy cả. Hot boy thì hôm nay là cho hot phân rồi nhá. Gãy rồi. Còn 3 mạng nữa. Càng phết anh em ơi, mình đang có 11 kill rồi này. Thế là cuối cùng cũng đã hoàn thành được cái mục tiêu 10 kill top 1 trong mỗi trận đấu rồi. Cái vấn đề chính là bây giờ anh em xem phải sống dai nhá. Sống dai thì mới win được trong cái trận này. Mo thì nó càng ngày càng nhỏ và tất nhiên là anh em sẽ phải chạm trán với kẻ địch nhiều hơn nữa. Đỗ con xe này vào trong này, mãi mới lấy ra được này. Xe nó hơi nát nhưng mà thôi cũng kệ. Chạy đợi anh em ơi. Ngon hơn anh em chạy căng hải là nhiều. Đấy, căng hải là hay cẳng chạy bộ đấy anh em. Anh em nghĩ xem là kẹo nói có đúng hay không nhá. Rồi sao anh em ơi? Ủa? Trốn à? Thế nhiều khi tôi cảm giác chơi game sinh tồn mà nó lại cứ như game trốn tìm đấy không ạ? Hello anh em. Có ai đây không ta? Ơ vãi trưởng, ngồi canh sau tảng đá này. Thôi xong mày sai lầm với anh rồi nhá. Con người hơn nhau ở cái gì? Hơn nhau ở IQ, ở cái đầu chứ còn gì nữa. Thế không hiểu sao mấy thằng nó có thể là nghĩ được. Nó ngồi sau cái tảng đá, chúng nó ngồi núp tôi anh em ơi. Dã man nhở. Chịu thua luôn đấy anh em. Thì anh em xem video thấy clip của mình hay, đừng quên là share để ủng hộ cho mình nhá. Ê ê ê, thằng kia, thằng kia, thằng kia. Ui ui, gì vậy? Ngáo ngơ này. Ngáo ngáo ngơ ngơ này. Cũng như là anh em hãy comment và nêu ý kiến của mọi người. Sắp tới thì mình sẽ quay trở lại làm những cái thử thách trong game Free Fire nha mọi người. Thằng quay tới cuối. Bây giờ nhá, xem hạ gục nốt thằng trùng cuối này win top 1 anh em ơi.
Kiểu này là sắp tới mùa rồi. Đây rồi, đi rồi. Ê đứng lại em ơi, đứng lại, đứng lại. Nó mặc cái bộ trang phục taekwondo à? Đầu trắng luôn cả. Sợ nhỉ. Ok anh em. Thằng này thằng cuối rồi anh em ơi, chơi không đơn giản đâu. Câu lựu đạn vào trong cái đã. Chẳng hiểu nó chạy đâu rồi. À chân này. Ui. Chạy lẹ thế nhỉ anh em. Làm gì đấy? Vào trong em ơi, vào trong em ơi. Ơ hai thằng bé, thằng bé. Cái đậu xanh này làm gì vậy em? Yes, mình đã có được 14 kill tôm 1 nhá. Cảm ơn anh em và ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.